là đâu? Sao mình lại ở đây? Mọi người ơi, dậy đi! Team Thu Hiền TV, hôm nay quy tụ tất cả các thành viên lại với nhau. Có chuyện gì chăng? Mọi người không sao chứ? Có ai biết đây là đâu không? Đúng thế, Team Thu Hiền TV đã được chọn vào trò chơi con mộng. Mà chơi có được cái gì không mà chơi? Phần thưởng sẽ là... Hiệp 1. Mọi người trong team Thu Hiền TV đã sẵn sàng. Không biết liệu trong trò chơi đầu tiên này, ai sẽ là người chiến thắng đây? Bắt đầu! Một cung qua cô chỉ bia sừng đi ta. Một cung qua cô chỉ bia sừng đi ta. Thu Hiền nhúc nhích rồi. Liệu hình phạt cho Thu Hiền sẽ là gì đây? Bắt đầu mở kẹo ra đi.
em ơi, trò này anh biết, anh chơi, anh xem phim rồi. Mỗi người nhận được một miếng kẹo đường, trên đấy có những hình dạng khác nhau. Thật khó để có thể tách những viên kẹo đường như thế này. Nhưng với những chàng trai cô gái thông minh của team Thu Hiền TV, không gì là không thể. Nani? Chúng ta sẽ phải chia ra để chúng ta phải chụp xe, gọi cho một người.